Thì anh qua kiến vàng chèo qua quai non mà luồn qua cái quai non mà nhẹ nhàng hung em vậy bán lúa. Cô Thắm nghe tôi nói cái này nè. Người miền Tây của tụi tôi thật thà chất phác lắm. Tôi thương thì tôi nói tôi thương. Bởi vậy ta nói cô ơi cô đừng đi lấy chồng về Tây Đô bên dòng sông. Tôi ngồi hát cô nghe nói trời ơi cô đừng đi lấy chồng để hai thằng buồn cô hồ lý cây bông. Anh ngâm nga tại câu hồ lý cây bông. Anh hồi cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống chiều đâu có đất mênh mông, chỉ cần em còn ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm nhìn đẹp bằng sen, quê mình ai đẹp bằng em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã biết hẹn, cởi bồ kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi, khoan. Bông trắng và bông xanh à, cho anh nhà quê hỏi em còn độc thân hay chăng. Nặng anh biết anh còn chờ nghe còn chút cơn thổi lửa, ăn chung một mâm cơm hò cho em nghe mỗi bữa. Là duyên nghe anh nghiện, rồi nghiêng em nở nụ cười duyên. Vậy là em thích anh là xiềng. Anh biết anh không nhiều tiền, nhưng mà tiền không phải là quyền. Anh có quyền thương, quyền nhớ, quyền viết cho em bài thơ. Okay. Em gái đừng vội làm ngơ khi ghe anh chia chở lúa. Quyết đấu anh thành tỷ phú khi lúa tóc anh trúng mùa. Chỉ cần ta còn bên nhau và cùng chung một cơn mơ, chứ đừng bến bồi bến lỡ để anh lỡ hoài mong chờ. Mới đi ăn đám cưới ở xóm trên về, người ta lấy chồng nước ngoài, chồng người ta vừa sang vừa đẹp. Mày thấy mấy thằng ở đây không, cái chân nó phèn tới há. Bây giờ mày cũng phải lấy chồng nước ngoài. Thank you.
Dear road rivals, charging extra for Apple CarPlay? Not in my lane. To get Apple CarPlay in a Honda CR-V can cost a lot more. In RAV4, it's standard. Thank you.
The new music streaming app made by YouTube. You'll find playlists for every vibe, from today's biggest hits to feel-good favorites. It's all here. Download the YouTube Music app and get a trial of Music Premium on us. Restrictions apply. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải tính hồn nào của tao cũng không yêu như được lập trình. Mày thằng chó tụi mày thì không biết đồng bằng cổ long là gì, mày không biết chợ nổi quê tao là gì, mày không biết những con người luôn sống với công việc tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn. Mua đồng với nhà thằng em tao ở sâu trong miệt vườn, đèn đường không có thì cuộc đời nó vẫn chưa được xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Số về sao sai khi nhất là cái tên này. Cái tên này chỉ để ngồi lên đầu mày. Số là tên của cái sao
giới ảo. Xin hồn xin ba, ok tụi mày nằm trong thế mới lão. Nếu quan tâm với mày nhạc tao có nổi hay không là vì mạng tao đã sống ở ngoài đời chứ không phải ở trên mạng đâu mấy thằng gông nha. Thật xác thật cơ với tao thì cần fan hay cần bàn đạp. Nâng đỡ mình lên chứ càng sức khi mà ngoài tao càng đạp. Xuất phát thì cố tao chỉ có chết cho là đám duy mang. Trong tôi mà thấy anh lên đây xin chứ mày là duy mang. Ta đỡ vài câu nhưng chắc được cậu đang muốn lên chứa sạch chúa. Xin chứ mà chứng của tôi mà không có chậm quá. Tôi xem và so sánh cho mình trước của mày có bây giờ. Sao ai cũng nói y chang như mình mày ai cũng thấy nhớ. Nhưng trước khi nào mày cũng chắc lấy nên ông tôi có thật thù. Và ta không sẽ kéo hết mình với mày á. Bây giờ cũng đủ kỹ rồi ha. Mày xin lúc hồi gói thì mày sợ thám tử. Thôi còn giữ nguyên bản chát này còn có sông thần lớn thần. Những cái mày nhớ mày biết sao sao thì nhớ cái thần nè. Còn mấy hồi này đây được chứ ta đâu là đó. Chúng mình là đậu phù não. Nếu anh đang chi á thì vậy là cái gì để ta. Anh đồ ra còn cái sẵn á. Đồ mẹ mày thì tao là đồ phá sẵn. Còn ba đồ quá mày kìa thì ghi là phán. Nghe mấy người phán ghét là gì á thì lên cũng còn mà chạy không hả. Nhạc ngay cái đậu má có ai ngu đến nỗi mực nhạc thu quát của mày thì mới tắt được cái chứ con cày cũng khen chú Khuyển Thanh Liêm cuối cùng cũng đã biết học phần đôi. Giả sử mày đã muốn học khi ta còn muốn dạy á thì bây giờ mày tốt rồi. Nói chứ cái tiếp phải nhắc chị nơ aka bờ cờ sở không phải bọn cộng sản đâu nha mà là bao cao sơn, là thứ tụi mày nên biết mang nếu không muốn như thám tử phá thai rinh đi nhấn cầu rồi lại tiếc than. Mà nói đến chữa hoang thì chắc phải nhắc đến Chris Phan vì xuất sơn chỉ là một trong quá nhiều thằng danh lợi mà Chris Phan. Mà chuyện gì trên đời cậu sơn cũng đổi cho mày đi được sao. Nếu có nghĩ có mày cái chữa hoang thì cũng đừng quên mày qua Úc Bạch Lên tao. Nói đi nói lại cậu sơn vẫn xạo lòng như là ao khả. Cái biết nghe thảo đừng bảo nghe em đừng nói ta cao đấy. Thật là vãi sơn. Mày xúc mày xin mày đúc mày khuyên ta đúng là sàn sơn. Thôi thì cứ nói như vậy cho dễ hiểu nha cậu sơn. Cứ thấy mặt chó mày đâu là bố xé đó làm lẩu sơn. Đã bao nhiêu lần chấm đã nương tay chỉ chấm hết sơn. Nếu bất đều quá thì hôm nay chấm sẽ phải chấm hết sơn. Chứ tụi ta sống nếu mày chống ta sẽ tử hình. Mẹ mấy thằng kẻ đã dân chiến nên cả chữ tình. Nhưng tụi mày qua Úc mà vô cùng ta sống. Nếu có người già đi đến nhưng để con mày hay ta sống. Tao khích không mục đích thì tao diss đã có phong lòng. Rap Việt có bao nhiêu chó thì tao diss tất cả song song. Các anh ấy rất đỉnh, đỉnh tự nhiên, đỉnh vô khoa học. Cứ mỗi lần Việt đi ra nhạc thì lũ cậu qua vô học. Đồng cái sạch lòng gì đó coi chừng mạng chó nhà mày. Tương duy hết từ chó sống đến tương dương bằng lực hạ cày. Một quyết định hết sức ngu xuẩn của một bọn quá khích. Tụi mày thật sự phản hay đặc não thì cứ nghe tao phân tích. Hai con chó đó có phong cách rap thật khổ báo. Rap về nhân hồ nhưng quan người già trẻ em thì thật sộn lào. Cách chơi phần khác thì rõ ràng học lắm từ tao. Còn lyric thì chuyện tâm làm thì các nick đã thấy toàn là ba xạo. Những chuyện mình làm hả nên nhạc không ngon mà kể ra đi. Một quyền cái thằng xa lời cái thấy thì quan làm con mẹ gì. Chẳng phải hai chú Khuyển ngày đang tự sướng đó sao. Rồi cho có phần có cầu chi đéo có thấy được phương hướng nào. Nội dung sàn cắt thì cái đầu tư máy quay xịn. Mà người Việt Nam thì đa số thích màu mè và phong cách xì tiên. Thằng biết cái đéo gì vậy cái clip hay nó đang nói điều gì. Chỉ thấy chút chắc mình lại cứ bò lăn ra lại lục lên rỉ.
mày nhận xét từ một người có kiến thức về hip hop thì ngoài đầu tư chất lượng clip ra thật là đéo có gì. Từ nội dung đến cách trình bày của tụi mày thật trống rỗng, không cách quan quan thương sinh tụng nào cho thấy tụi mày lông bầu. Có gì ngoài những lời rap hỗn báo thách thức sàm lờ để chữ học hỏi lịch sử hip hop kiến thức thì lơ tơ mơ. Do vậy thì có đó chúng ta là học ló mà ra, chắc đầu gấu xanh lầu của mày cũng từ giống xóm mà ra. Nói như lũ chó ngu đông khe viết ra các bài bình luận này, bố mày bỏ tiền tiền ra xe có các clip còn đẹp gấp cả trăm lần đấy. Để bố dạy cho các con sáng óc sáng. Nghệ thuật mở quà không quan trọng các hộp và giấy gói đâu nhóc, quan trọng là món quà bên trong quá chú ngon. Chả trách đi rác vì bây giờ toàn là chú ngon. Trong khu mày sống nếu ta chống mày sẽ bê đê. Gồng đéo lại dòng nên mày ôm tao thấy ghê ghê. Bài này làm sao đầy đủ nó không có nhắc đến thiếm hưng. Những thật thương thùng tao thấy thương thối thì tao thách thẳng thừ. First game bố sẽ dành tặng hờ ư nờ gờ sắc hứng tình. Ngông cuồng thích đúng cứ thử chạm đi bố cho mày đến ngủ. Nhà của bọn mày vĩnh viễn vẫn vô và những điều vớ vẩn. Nhưng nào ra vàng mà cứ ta lại là cờ thật yeah. Cảm nhận rất Việt thì tao đã có viết lên nhiều bài đó. Càng tiếp xúc với bọn mày tao càng thấy yêu thêm loài chó. Vì cứ nhìn suốt ngày đó là một cây và chả lá thù. Chỉ người vô chủ khi đã nhận ra tiếng mới là lá thù. Còn con chó là một sủa là sao Sai King làm nhạc lâu. Tình biết không phải đi làm trước đây có người như mày đâu. Đơn giản là ai cũng biết nhạc mình sẽ hay nếu đầu tư kỹ. Vì ấy tao vẫn thích mày ngồi mà vắt vào đầu như thế. Đàn ông con trai đang bàn bạc đại sự với cả nhau. Cũng như đàn ông đi ra một con đứa ngựa và sen vào. Ủa lộn, đâu phải là đàn ông đang bàn đại sự với nhau. Chỉ có một người đàn ông là tao yêu hương, đó là đàn bà mới đau. Kế tiếp bố khạc đàn vĩnh viễn vào mặt hơn. Điết đi ấy xong bố lại rút ra đái một mặt hơn. Con ngựa bài, biết sói phân thì còn là đi đàn bà. Bạn to bạn bé như ếch đi việc thì nghe sẽ khỉ mà. Chú ếch ơi, có phải chú đi chặn đường xa? Mua mắm mua muối về để dỗ các thằng cha cha. Mua 10 thằng sủa thì chỉ một thằng biết nghe nhạc rap. Thời đại tiến bộ người ta wireless mày vẫn còn đang dành cao. Và fan tao ít tiếng ít ra là fan tao chọn lòng. Còn fan vợ ít và fan còn biết những hương có cả bóng. Lần trước hương bài dưới tay bố nên tuyên bố nghỉ rap. Lần này mà bài trò khác ấy chắc đi mới đòi tự sát. Mày có ít bao thì mặt mày vẫn không chấm được acid. Khi rap to VD thì mày nghe và all you be that beat. Vì khi tao diss hào quang tỏa sáng như Phật tổ như Lai. Trong mặt anh cày với cày thứ thiệt thì cũng hình như lại. Đánh lại tới công kinh thím hưng đến gỡ này đâu. Nhưng mày khi đòi nghỉ rap lại bác thì có hắc thu vào đầu. Ta đéo quan tâm lúc chó cứ cực cực thất bại. Thành công thì duy đi vẫn mãi mãi là cứ cực bất bại. Kỳ mẹ rồi. Kỳ chứ. Kỳ mẹ. Sao mình rap hay thế? Mình rap. Mình rap không? Không phải rap mà nó rap Hãy subscribe.
bên tai có một dòng thư gửi đến. Ngày hôm năm hôm nay là ngày tù đèn đám cưới. Chúng ta gọi tôi với anh để cứu tin trái tim anh tôi. Nhắm mi lấy con gì đó mà một nơi thôi. Là lúc em xin yêu to hai người cùng trao nhẫn cưới. Cha đám đứng hẹn hò còn tôi như muôn vỡ tan. Tôi mất em thật rồi. Sắp sân tận gừng, cô sáu kế bên cầm chung rượu mừng. Tôi đứng ngẩn ngơ ở phía sau cánh ga nhìn em ôm người ta. Thôi biết nói sao đây, chỉ là sinh viên nghèo, đâu dám ước mơ được em trao tình này. Duyên kiếp thế thôi, nhìn em vui bên người đám cưới buồn cho. Xin hát một bài á, tình cảm chỉ là hay sầu lắng á, tặng cho cô dâu chú rể á, đêm động phòng quẩy cho nó ăn á. Tay này em cầm ly rượu, mừng tay kia cầm mi cà rô, chưa kịp hát đã vô mấy cái nhà gái đòi lên đô. Ngày xưa nắm tay em qua con kênh xanh xanh em.